Hi, xin chào các bạn đến với channel của Tử. Và hôm nay Tử sẽ làm một cái video về quay phần thưởng trong vòng quay may mắn nha. Rồi không biết là cái số mình nhỏ hay là không nhỏ nữa. Nói chung là vừa nạp vào thì nó cho được cái gói 10 lần domino rồi. Rồi để mình quay thử coi hên xui. Không biết là có trúng được cái gì không. Nói chung là hên xui thôi chứ ăn được VTC thì không có ngon đâu. Khó lắm. Đây. Quay bấy quá luôn. Rồi, số nhỏ vẫn là nhỏ luôn. Không bao giờ mà nó ra được cái cây vĩnh viễn. Đấy. Phải nói là khốn. Đúng là muốn lấy tiền của VTC đâu dễ nè. Cho cái méo vô không à. Không có món nào ngon lành hết. Cho mấy cái này làm cái méo thì không biết nữa. What the hell. Ok. Coi như là hết 10 lần quay rồi. Hồi sớm mình quay mười mấy lần nó cho rồi đó. Rồi bây giờ còn bao nhiêu? 168 kim cương. Ok, chơi luôn nè. Quất phát coi. Ây cha. Tiếp nè. Anh xui thôi. Thấy xui nhiều hơn các bạn ơi. Số nhỏ vẫn là nhỏ luôn. Đấy. Thánh thần. Nó cho cái lựu đạn cuồng nộ mà hiện tại bây giờ là mình gần 4 tháng rồi đó. Một quả lựu đạn mà 4 tháng rồi đó. Khủng khiếp. Thánh thần cho gì cái méo gì vậy. Đây. Một lần duy nhất. Một lần cuối cùng. Thang thang thang. Vâng. Một cảm giác của nó là rất là nhỏ các bạn à. Quá nhỏ quá nhỏ. Rồi mình cho các bạn coi cái kho đồ cái trái lựu đạn của mình đây. Wow. Các bạn thấy lựu đạn cuồng nộ không? 138D. Bá đạo thiệt. Mới cho mỗi cái đó thôi. Thật không thể tin nổi mà. Đây. Nói chung là video vui thôi. Quay hên xui thôi. Chỉ biết chắc là không trúng thôi. Nói chung tùy tài khoản à. Có tài khoản thì quay phát một là trúng, còn có tài khoản thì thôi quay cả đời luôn cũng không trúng nữa. PC nó cũng biết canh me canh chua lắm. Ai được rồi, video tới đây thôi nha các bạn. Nếu thấy vui thì để lại comment bên dưới cho mình biết nha. Ok, xin chào.